Sáng nay 8 tháng 10, Ban Công tác đại biểu của Quốc hội đã tổ chức hội nghị giới thiệu kiến thức và kỹ năng cơ bản cho đại biểu Quốc hội trúng cử lần đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15. Đây là hội nghị có ý nghĩa quan trọng thiết thực, bởi trong số những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa này thì có khoảng 60% là những người trúng cử lần đầu. Dự hội nghị có đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15 là nhiệm kỳ Quốc hội khởi đầu của giai đoạn phát triển đất nước đến năm 2030, định hướng đến năm 2045, theo tinh thần nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng. Bên cạnh đó, hiện nay Bộ Chính trị đã triển khai xây dựng đề án, chiến lược xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030 và định hướng đến năm 2045, đồng thời giao Đảng đoàn Quốc hội xây dựng chuyên đề, đổi mới tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội, đáp ứng yêu cầu xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Vì vậy, việc nâng cao năng lực hoạt động, chất lượng của đại biểu Quốc hội là yêu cầu quan trọng để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước và mong đợi của cử tri. Các đại biểu đã tập trung trao đổi những kiến thức và kỹ năng cơ bản cần thiết nhất trước khi bước vào kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 15, đó là kỹ năng thẩm tra dự án luật, ngân sách nhà nước và sử dụng kết quả kiểm toán về ngân sách nhà nước, kỹ năng phát biểu, thảo luận, tranh luận và trả lời báo chí tại hội trường.